Sở hữu một làn da trắng hồng rạng rỡ là mơ ước của nhiều chị em phụ nữ. Vinashop xin giới thiệu bộ kem dưỡng trắng da của nhãn hiệu Clabel đang rất được yêu thích và tin dùng bởi các chuyên gia về da của các nghệ sĩ Hàn Quốc. Bộ kem dưỡng làm trắng da gồm hai sản phẩm Clabel Gluta Power Mask 60 mỹ kim, Gluta Power Whitening Booster Serum 55 mỹ kim. Bước 1, với mặt nạ dạng kem với glutathione là thành phần làm trắng da tự nhiên đang được ưa chuộng nhất tại Hàn Quốc. Argan oil, olive oil và African walnut oil giúp da trắng hồng tự nhiên tức thì. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, sức một lớp mặt nạ mỏng sau khi rửa mặt sạch. Sau đó, quý vị chờ khoảng 10 phút để da hấp thụ các dưỡng chất và rửa sạch sau đó. Quý vị dễ dàng thấy được sự khác biệt chỉ sau vài lần sử dụng. Bước 2, cùng với serum giúp trắng da, chiết xuất từ 7 loại hoa giúp trắng da như là hoa lily cùng với các thành phần dưỡng chất khác đến từ thiên nhiên sẽ giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cho da, làm trắng da và giúp da mịn màng hơn. Sử dụng serum lên da để giúp da được giữ trắng lâu hơn và bổ sung các chất dinh dưỡng cho da, giúp cho da trắng hồng tự nhiên. Bộ sản phẩm Whitening của Clabel sẽ giúp quý cô, quý chị em phụ nữ giảm hẳn các vết thâm trên da, làm trắng và mịn màng làn da bằng cách bổ sung dưỡng chất và tăng cường chất melanin giúp thay đổi sắc tố da. Hãy thử ngay Clabel Whitening Set ngay hôm nay để cảm nhận sự thay đổi bất ngờ. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.